Theo một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí khoa học Natural vào ngày hôm qua, thì gần như là tất cả các sông băng trên thế giới đang mất dần khối lượng với tốc độ tan chảy ngày càng nhanh. Nghiên cứu được thực hiện trên khoảng 220.000 sông băng trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2019, cho thấy các sông băng mất trung bình 267 tỷ tấn băng mỗi năm. Tốc độ băng tan cũng ngày càng nhanh, khi từ năm 2000 đến năm 2004, các sông băng mất trung bình 227 tỷ tấn mỗi năm, nhưng con số này lên tới hơn 290 tỷ tấn mỗi năm sau năm 2015. Nguyên nhân băng tan được xác định là do nhiệt độ nóng lên, biến đổi khí hậu góp phần làm mực nước biển dâng cao đe dọa các cộng đồng dân cư sinh sống ven biển.